Ok, bắt đầu bây giờ thưa connection hai chẳng dương chập đàm nâng từ thưa càng nghiệp bắt đầu bây giờ cư nở phố nè chẳng đàm bây thơ ca nghe nở lâu phố nhóm tư không lại bị dũ nhưng mà tư bà cạn phố mùi nơi không bị dũ nhưng đáng ai bị dũ miên tui tí thơ ấy tôi ra bằng hai nè chẳng nhóm tư thưa nở không bị dũ nhóm vô add win form bà dự add win form tạm mới nhóm tạo thành f o m user nhóm thôi bị user muốn và tạo máu nhóm chị s và nhóm bạn phần nắng và tạo máu nhóm chập đam ta xì là bé nhóm miền thịt chữ bóp và border style border style nhóm vô phịch à. Yeah. Tập áo nhóm đô phôn vía nhóm đặt thêm vô rồi mến đọc bí và tí muối cứ ấy kế user password thịt user id và user id tìm bí vậy kế user name tìm bí password tìm 4 repassword đi pram mày kì user thai bà bản tái user thai dân chỉ một phê đấy select ta ghế chân dân prai ghế combo combo box bà nhầm đồ phone máu thêm nhu rồng mến áo nhập đã đọc đọc bì ok nhầm tiền gì đó và chẳng nhầm chấp đa phơ bía tí muối nhầm đã tha thi ích thí user id thi ích thí user name THT password THT repassword CP thay bà chứng đặt CP thay cái lại item chứng cái lại item item lại item nhóm miền admin hai đấng nhưng lại user ba chẳng và top máu nhóm từ miền mũi tiết nhóm miền tha data create view ba data create view nhóm vô data create view dùng một đại máu nhưng mà đi chi ví dụ user bà đi chi ví dụ user và top máu nhóm miền bụt tống
nhóm miền bột tống nhóm đồ phấn thêm vô roman nhóm đã đọc bị đây nhóm miền bột tống thì luôn bấy bột tống đi muối bí thì ăn insert nhóm đặt ha add new và bột tông thì bí nhóm đặt ha update chắc là đây bạn ha bí thì ấn update bột tông thì bấy bí thì ấn delete và chẳng hạn này cứ delete và chẳng cả đây lại này nhóm ở toàn phơ vì thế dương trời phơ đã lẽ khăn em mà dùng năng bật tay nhóm dây bị data grid môn sân à lấy câu đau dương nhóm chọn load data bị oracle mặc can data grid và chẳng xong mời cho ở phía load data bị oracle can data grid ta dương thơ mạnh đời xa đại dương admin load direct thế nhóm nâng pra lẽ là class đã bay load chân tìm mùi dương trơ tế tơ can controller ta controller dương biến ấy controller sẽ đọc thử ấy ta một đeo dương sẽ đọc thử ấy chân nhóm nâng tơ can một đeo một tấn và to máu nhóm chơi được add áo nhóm vô biệt tha class đó nhóm vô biệt tha class và to máu nhóm tơ xê nơi khnông một đeo nhóm tha model user nhóm lại chúng ta model user nhóm đặt theo model user using oracle dot dataset dot client và cái này sẽ và top áo dương được đăng thẻ nơi không user miền ấy khác miền id miền user name password hay là user thẻ chẳng nhóm say public int user id get set máy ra bộ dương thay và username get set public string password get set public string user type get set chẳng những ban chỉ pro bị thi của con nắng con tài dương tư tâm thả ta mua đá là bao giờ này miên cái đánh sân chôn một căn vì ta được tì nào mà toàn miên tì còn ta số thay dương miên khoa cái đánh sân này miên chẳng đập bay shop cái đánh sân đập bay bỏ một căn một đá cứ sưu bổng phót cứ dương pra inheritance class dương con tài nơi bị mục nơi bị cao với cho phí hao dương dây biệt tha connection tại phần năng miền này tha model dương từ tu ban connection phần năng và top máu p đại dương từ tu ban connection hai dương nâng từ căn controller nhóm máy sẽ làm lơ controller nhóm vô bị add nhóm vô bị class nhóm từ c thả controller user và chẳng nhóm từ ca add namespace sorry right. Chẳng dương trời đặt model hai dương trời miền controller à lấy số tha controller xung tục model dương này miền cái sân nữ miền này dương chọn mạnh chẳng dương trời vô model này mọc chọn chỉ mua controller đảm bếp chọn mua controller có chạy phí model user còn nắng miền này thay dương miền tiền không controller dương miền tiền data for property for model anh hai property property mà for model hai này cái connection nè dương miền bị dương inheritance to cái điểm connection bỏ ai model model bỏ ai controller chẳng được không controller miền tiền model miền tiền connection nè chẳng bắt đầu máu nhóm cho một căn controller nhóm chắc đào bơ cả chỉ mua nó vía
vote nhóm đã tha view data user và view data user nhóm nhập đang say string SQL small select cái from TVL user tại đấy phải nhớ cứ TVL user và top máu nhóm chấp đoán cho say Oracle command cmd smart new Oracle command và top máu nhóm chấp đoán cho say nơi không nâng nhóm trừ bạc ca nơi không Oracle command cmd này chọn ok cmd dot dừng miền Oracle command hỏi dừng trời ai vì nhú này Oracle command này SQL bà này SQL số thay dừng miền cái này bà nè con khởi nhé con bà tái số thật con dừng nơi nè con dừng nơi nóng connection này. Bất đại số tha nhóm miền ban call hai connection mà căn controller on này. Bất đại nhóm miền call hai connection mà căn model này. Hai. Chẳng nhóm miền call hai model mà căn controller. Hai. Chẳng khơi miền internet đâu cái này việt phơi ao ấy controller nhóm miền connection này. Tạm bây giờ thì tạm bây giờ model. Toàn đấy. Cái này nữa. Bà những auto to cái gì. Connection bỏ mà căn model model bỏ mà căn controller đấy. Và top máu public Oracle data adapter nhập data adapter Oracle adapter và nhóm ao Oracle public small new Oracle data adapter bạn này cứ chỉ cái gì cứ chỉ cái bậc cá đam bay bậc cá này adapter toán và to máu bây giờ mình adapter ấy như thế mày giờ cái gì adapter dựng đo đi kế dot select command smart cmd dựng chọc ăn mà dự hiện tại đấy dựng bán này select command này cmd đã dựng miễn cmd dựng miễn oracle command này sql đã select kai wrong tvl user đặc biệt là query user đã chọc ta mà dựa connection toán toán câu rồi này này dạ dựng miễn adapter đã miễn cmd CMD mà SQL chứng SQL là gì chỉ query đấy query cho cắn table TBL user đại dương miên tao mà vậy cái connect connection và top máu nhóm bậc ca mùi tiến public DS awesome tục data set ba ds small new data set ba bắt đầu máu nhập bậc một tí hay đi data table data table đi dt small new data table vì load thông về bị chán vậy thấy như vậy và tọa máu p nhóm bậc ca hai nhóm cho mọi lại và to phải nhóm p nâng tới nhóm ai ds dot clear hãy đấy ban này dân trở lại ds dot clear hãy đấy ban trở lại clear data set
Bà xin thì dân ọt clear data sẽ tế không cạn này. P là dân insert data. Dân insert data thì muối. Ôi thôi nhưng vì chỉ lịch muối. Toàn ấy. Insert data thì P. Vì nâng chạy. Muối, muối, P. Tại bà xin nhóm đạn đi S not clear. P insert data thì muối. Vì nâng chỉ lịch muối. Insert data thì P. Vì nâng chạy. Muối, P. Vì mình chỉ mùi mùi pi để tới cư mình chỉ mùi pi. Mà sao vì clear khách đây không người ta sẵn chẳng. Né. Và tóc máu nhóm ai adapter dot fill này đi này để ta sẵn. Và tóc pi clear này để ta sẵn. Nhóm chấp nam ai đi thì smart đi ai dot table. Nếu cư chỉ code nước nông controller bạn ạ miền ấy cho lại xuống miền ấy cho lại xuống nhưng chẳng à lâu nhưng hai mà cái nát đấy su thà phở mấy tớp ai vô tập bằng hai người ta được không phong bạn chẳng làm bay bằng hai người ta được không phong bán dương cho tập can phong dương phong nhưng không ấy không ấy không view nè chứ nhóm cho tất cả view chứ các bạn import library nữa nè chứ cái kế you sync oracle dot data say dot phải phải và tóc màu su tha form giống nè mình tìm nét nôn dù mùi này nữ nè hoặc nè mình tìm nét nôn mùi nữ form mình cái xanh nữ form mình model nữ form mình tự tố controller nữ nữ chân đặt bay ai cho bán dương con này call hữu dương trang đăng ạ model dương trang ở xong tục dương trang call hai controller controller dương này không ấy này không full đó controller chân dương trang đăng con dương bay mất con controller dot controller user nè khởi nhé mình đây thay controller được không controller user chứng nhận đặt tham my user smart new controller dot controller user chứng miền này thả tay và này cứ form nhớ cứ tool bar soft code p controller p controller miền này cái miền tàng soft code controller soft code nó không model prompt tàng ấy connection để mau cho mũi kia giật bỏ tan làm hồ vậy mà miền connection miền model miền controller đã miễn cho tình hình nó mà form đối so code mà lại này nè và tóc máu nhóm nhân chấp đam từ xe code đâm bay bì dù data chân là bay bì dù data nhóm chấp đam từ xe public vote load data user nè nhưng mà load data user chân đâm bay load data user bạn dương thơ mình dương miên model này bà dương miên controller này dương miên controller connection dương shop ba nữ connection dương shop ba nữ bà shop ba nào dương thơ mình diện hoạt động nhóm hoạt động này chắc dương chấp đang con sẽ My user vậy chị chú mua rồi chị chú mua rồi controller à lấy cùng ai khi dân chờ loan à lấy nhưng đặt tha my controller user vậy đó chứ nhưng đặt my controller user nè cùng ai khi dân chờ loan dot nè view data user chúng ta liên view data user màu bị nè cứ màu bí nè nơi không controller dưỡng nè đại biến function mỗi chúng ta view data user đây chúng ta sẽ soft code vậy nè chẳng đời xa hai đấy ban chia form lên score đời xa ấy form score đòi xa tại dưới ban call how controller
nấy chmua my controller user c o n t o o w l ba sẽ khóc ba ba bận bắt đầu máu dương cho mày diễn dương đã máu d g v u user ba dot data dot data shop dot data shop smart ok lấy dương cái đơn à cái này nó bị thôi smart data type mày đấy bắt ta data type bỏ như không ấy nó không ấy bà nó không controller chính nó không hai chữ controller ok máy controller dot user dot dt khởi nhé vì không hai to khi mà dùng p dương vô vô lùm hô với máu rồi và tao máu nhóm chắc đã vô à chữ buồn ấy vô mặt đá nơi nóng và tao máu nhóm cho tới can program đập bay ao stand up này form user chẳng dân tao đăng user nó không ai form user nó không folder view chẳng dân tay máu view dot form user này form user dân stand á ok property and error cái mở dẫn cannot property and error cái mở dẫn any connection clear Oracle command, new Oracle command, new Oracle command, SQL com, adapter, select command, smart CFD, DS, clear, adapter, field, DT, DS, table. Version bị bản error. Not property and not property and over call data adapter DT make my logic over call at that feel này đi ảnh đi thi đi ảnh này thẹp bỏ này đi ảnh SQL command nó property and chồng ớt bất vậy này Oracle command vậy nè nhâm cho long đặt semi cái long đừng trong này mùi anh ấy việc việc tra semi cái long mày nè nè stand máu nè ba này cái à nói dương dương khởi ấn nè khởi lột châu đấy và đo nhóm mình pra cái smi
kilome ba dương trả tới bằng chăng là chúng ta nhóm bị chẹt mà vậy tí mui dương trơ miên này kế connection và top máu dương trơ miên này kế model đại miên chọt tam vị connection và top máu dương trơ miên này kế controller controller dương trơ chọt tam vị ấy tam vị model một bom và cắt controller và top máu dương châu mà cắt form form trơ miên này kế trơ miên controller đại chọt mà cắt form chăng dương ai miên sau câu từng ó cứ bị bẹp quan hệ connection mà căn model model mà căn controller controller mà căn form và phần nền hai dương ai sắt lại program này ai ví dụ dot home user đây xa tới vi thật được nóng folder ví dụ và phần nền hai dương ai start máu cứ dương khơi miền data đổi dương chuyện này chẳng tình này việc toàn xa chẳng nhầm châu tư cái lại home user nhầm châu tư data grid nhóm cho property nhóm vô auto column sa auto size column mode mời toán nhóm vô field và top máu nhóm vô column header default size style rồi font nhóm vô thêm new roman nhóm vô đọc phí và top máu lại ní nhóm vô middle center và top máu nhóm tư lại row row header để full size style row header để full size style thêm new roman đọc phí oh no, sorry sorry row header default size style này time you remain 12 ok bắt đầu máy vô selection mode nhầm vô full row select bạn hai nhầm vô read only true và hai nhầm vô lại allow user to add row for chắc nhầm cho start nó bạn vì mình thùng tại chuyện này và anh nói dương châu data một ní password đảm bảo hot mùi vị bấy user thái admin mùi tiết cư đà rá mùi vị bấy user và nhóm commit và nhóm commit và nói mình chớ ngờ lấy nhóm tới start nữa nè khởi nhé khởi nhà ta dân chô màu ấy đi dân bỏ lại cái nạp OOP này ấm ví xì nè model ví dụ controller và à lấy form nó ở trong cái nào chớ nhóm chô tới cái lấy start position start start position vô cái center screen vì vô center screen cứ việc bằng hai gì cái cứ việc bằng hai chọn bẹt cái đá screen nè bình thường